Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với series giới thiệu các đặc tính mới của ngôn ngữ lập trình Java từ JDK 8 cho tới JDK 17. Ở trong video sẽ giới thiệu các đặc tính mới của JDK 14. Ở trong JDK 14 hay là Java 14 giới thiệu một cái đặc tính đó là switch expression, tức là các cái biểu thức switch. Switch expression thì cho phép là loại bỏ các cái break trong mỗi khối case và giúp mã của lệnh switch có thể dễ đọc và dễ hiểu hơn. Xem xét ví dụ về sử dụng switch expression thì với cái kỹ thuật truyền thống thì chúng ta sẽ là tạo ra cái câu lệnh switch và xác định month, so sánh month với January, month với March, month với May và các cái giá trị thì trả về giá trị đó là days bằng 31, tức là gắn giá trị 31 cho biến days và sử dụng break để thoát ra khỏi cái câu lệnh switch. Và cây thứ hai thì so sánh month với February và gắn giá trị đó là 28 và sử dụng break để thoát ra khỏi cái lệnh break. Và tương tự như vậy thì đối với cây thứ ba thì so sánh với April, June, September, November để gắn giá trị đó là 30. Và ngoài các trường hợp còn lại thì sẽ ném ra ngoại lệ. Đối với switch expression thì chúng ta có thể áp dụng và thay vì là gắn riêng biệt từng giá trị cho days thì chúng ta sẽ xác định day bằng và sử dụng switch mở ngoặc và đóng ngoặc. Đối với cái trường hợp thứ nhất thì sẽ lấy giá trị là 31 và gắn vào cho date days. Và trường hợp thứ hai là giá trị 28 sẽ được gắn vào cho days. Và trường hợp thứ ba là 30 sẽ được gắn vào cho days. Ở trong này thì chúng ta lưu ý là sử dụng dấu mũi tên, sử dụng dấu mũi tên và sử dụng dấu mũi tên. Ở trong trường hợp default, tức là ngoài các cái giá trị ở trên thì sẽ ném ra một cái ngoại lệ và ở đây chúng ta cũng cần phải sử dụng mũi tên. Khi sử dụng switch expression thì nếu trong cái phần xử lý của các case mà chúng ta có các cái xử lý phức tạp hơn thì có thể là sử dụng từ khóa zero để sinh ra giá trị và trả giá trị 31 và gán trở lại cho biến days. Và tương tự như vậy thì đối với cái trường hợp thứ hai thì sử dụng zero 28 thì gán giá trị 28 vào cho days. Và trường hợp thứ ba cũng tương tự là sử dụng 30 và gán vào cho days. Ở trong trường hợp là ngầm định thì sẽ ném ra một ngoại lệ đó là illegal stay exception. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần giới thiệu các đặc tính nằm trong series lập giới thiệu các đặc tính mới từ JDK 8 cho tới JDK 17. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ để giúp cho kênh ngày càng phát triển. Xin cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của tất cả các bạn.